trên vai bóng đen phía mặt trời xa, ánh sáng chói lòa soi trong tim ta dẫn lối con đường chạm tới ước mơ. Bạn ơi chờ hững hờ, từng giây phút trôi qua, tuổi xuân sẽ ra đi và ta sẽ làm gì cho từng ngày ta, cho cuộc sống này thêm những ngày đẹp tươi, để rồi mai đây khi ta nhìn lại sẽ thấy cuộc đời mình ý nghĩa hơn. Đối với bản thân của những người khiếm thị giống như Hà Chương thì âm nhạc chứ nghĩ rằng như là một sự cứu cánh cho cái tâm hồn của mình. Tại vì như mọi người biết là cái những người khiếm thị thì người ta không có nhìn thấy, mà người ta chỉ cảm nhận cuộc sống bằng âm thanh và tất cả những giác quan còn lại của họ. Thì âm nhạc chính là một cái âm thanh rất là kỳ diệu. Bạn nghĩ thế nào nếu thế giới của bạn chỉ có bóng tối? Bản thân tôi đã từng nghĩ là sẽ rất khó khăn để kết nối với thế giới bên ngoài. Còn với nhạc sĩ khiếm thị Hà Chương, anh đã từng nói âm nhạc dường như là một thứ cứu cánh tâm hồn giúp cho anh cảm nhận cuộc sống. Hôm nay, trở lại với chương trình Cuộc Sống Vẫn Tươi Đẹp, tôi xin phép được là một người kể chuyện. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện bằng âm nhạc trong bóng tối. Đó là một câu chuyện về những người khiếm thị có đam mê âm nhạc và sống bằng âm nhạc. Những ngày đi học nhạc đối với người khiếm thị quả là rất khó khăn, và chặng đường học để có thể thành nghề, ra nghề là rất lâu. Đối với trường hợp của bạn Trần Bình Minh thì đã phải mất tới 9 năm. Minh học từ hệ trung cấp lên hệ đại học bộ môn sáo trúc khoa nhạc cụ truyền thống Học viện Âm nhạc Quốc gia. 9 năm đèn sách và tốt nghiệp được nhận bằng giỏi. Nhưng sau khi ra trường, trăn trở đầu tiên của Minh là làm sao sống với nghề. Quan họ thì cũng tiếp xúc được với nhiều với âm nhạc dân tộc. Cái thứ hai là nghe cái tiếng sáo nó rất là hay, nên âm ra là mình cũng bắt đầu mê từ bé. Mình cũng gắn bó với sáo được từ năm 99 cho đến nay là 17 năm. Mình học ở trong Học viện Âm nhạc là từ năm 2005, tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia năm 2014 và được là một trong 9 bạn được nhận bằng giỏi. Thực chất thì thấy người khiếm thị thì có hai ngành mạnh nhất, đó là âm nhạc và xoa bóp bấm huyệt. Nhưng mà cái âm nhạc thì để theo đuổi cái niềm đam mê, cái ước mơ về âm nhạc thì thực sự là rất là khó khăn. Ngoài cái thời gian được đào tạo rất là dài, và cái quá trình học thì cũng rất là vất vả. Và sau đấy đầu ra là để các cơ quan rồi các đoàn nghệ thuật họ nhận người khiếm thị vào làm, thì thực sự là cái đấy là điều cho đến bây giờ là không tưởng. Mà dù rất nhiều, không chỉ có mình mà còn rất nhiều những anh chị, những cái bạn của mình học ra cũng rất là giỏi, tốt nghiệp cũng giống như mình cũng là bằng giỏi, nhưng để xin được vào một đoàn nào đó thì là điều vô cùng khó khăn. Rằng là những người khiếm thị học nhạc rất là lâu mà cũng rất là có tài nhưng không có đất để dùng, mình rất là trăn trở về điều đó. Mình
tập trung anh em lại, người đã và đang học tại Học viện Âm nhạc mà muốn theo đuổi cái ước mơ ngành âm nhạc của mình thì là tập trung lại và tạo thành một cái nhóm nhạc tên là Năng Mới, và hy vọng rằng nó là một cái làn gió mới có thể là giúp cho người khiếm thị là có thể sống được bằng âm nhạc. Mình tham gia ban nhạc Năng Mới từ những ngày đầu tiên khi mới thành lập, từ năm cách đây 3 năm khi bọn mình bắt đầu có ý tưởng thành lập ban nhạc. Thì lúc đó chỉ có vài người thôi, nhạc cụ không có, địa điểm tập không có, tiền không có. Thì hai thằng đầu tiên là tự đệm cho nhau, tự đi làm. Đó. Xong rồi dần dần hình thành được như ngày hôm nay. Hai thằng uống nước chè buổi sáng và lên ý tưởng. Và lúc đó bởi vì cũng phải nhìn nhận một cái sự thật. Đó là muốn kết hợp được với các bạn, ngồi lại với nhau. Thì cái đầu tiên là chúng ta phải có cái gì? Có điểm diễn, có được mọi người đánh giá. Mọi người là khiếm thị. Thì thông thường kể cả có đi cố gắng là đi xe buýt. Đi xe buýt nhưng mà không phải là địa điểm nào cũng ở gần điểm xe buýt để có thể tự vào, mà có những cái địa điểm tập là rất là xa điểm xe buýt và cuối cùng là vẫn phải bắt xe ôm vào. Cái chi phí là cái nhóm đầu tiên hoạt động thì chưa có quỹ, chưa có gì cả, gần như là trên tinh thần là mọi người tự nguyện đến tập. Thông thường là nhóm là khoảng tuần có đến 1-2 buổi, thì cái này tùy như là có những cái đơn vị thì mình chẳng hạn thì cái lịch tập của nhóm là sẽ dày lên. Thì mình cũng được anh Minh là trưởng nhóm có anh cũng có nói với mình là anh có ý tưởng là muốn thành lập ban nhạc và tập hợp của tất cả những anh chị em mà đã và đang học ở trong trường nhạc ra, thì tụi anh muốn mời mình tham gia cùng với anh và mọi người và cái để giao lưu và cũng như là nơi để giải trí. Thì mình cũng thấy ý tưởng của anh rất là hay và mình tham gia thôi. Tớ thì cũng được anh em giới thiệu vào. Ở đây thì sống anh, thực ra vào đây thì cái chuyên môn cũng các học hỏi được các anh rất nhiều. Anh em sống ở đây thì cũng rất đoàn kết, tương trợ lẫn nhau mọi khó khăn trong cuộc sống. Tập trước với nhau bài Hà Nội Mùa Vàng Những Cơn Mưa nhé. Ok. Đấy, thì cái đoạn đầu là đánh tự do này, sau đó vào điệp khúc này. Rồi. Đấy, sau quay về dạo này. Rồi. Chúng ta ấy làm một lần xong về kết. Rồi. Bây tập qua một lần trước nhá. Rồi, qua lần đi. Tôi cũng bị khiếm thị, cho nên thầy trò thì rất gần gũi nhau, dễ thông cảm với nhau, mà lường trước những khó khăn của nhau để có thể giúp đỡ nhau được.
mà chúng tôi thấy là âm nhạc nó rất có ý nghĩa trong cái cuộc sống. Đấy. Thế và tổ chức cho các em học mà, thì cũng là muốn để làm sao là nó cũng có hiệu quả. Đấy. Các em có nguồn vui, nhưng mà các em có thể làm một cái phương tiện kiếm sống. Như đặc biệt là như vậy có thể là phục vụ cho đời. Đấy. Cái nhu cầu về lời ca tiếng hát ấy, của con người nó luôn luôn có. Mọi thời đại, rồi mọi quốc gia, cái tiếng nói âm nhạc có lẽ cái tiếng nói mà có lẽ là nó đi vào lòng người dễ nhất. Để được cấp phép biểu diễn thì mình phải có một cái trung tâm đỡ đầu cho cái đoàn, cái ban nhạc của mình. Sau đó cái trung tâm đấy sẽ có một cái công văn đề nghị Sở Văn hóa cấp phép. Sau khi Sở Văn hóa đồng ý xong, lại xuống đến phòng văn hóa, rồi xuống đến phường. Phường sau lại xuống về tổ để đi xin. Xin thì không phải là lúc nào cũng đơn vị nào cũng có điều kiện để có thể hỗ trợ mình về điểm diễn. Và như vậy là khi mà mình các quy trình về văn bản pháp luật của nhà nước là mình phải thực hiện theo cái đó. Thì hiện tại là tổng thể ban nhạc của mình thì là có tổng thể 18 người. Nhưng mà không phải là ai cũng có điều kiện là tất cả các buổi tập đều đến đủ cái đấy. Mà thì mình sẽ tính rằng là như một tháng này là mình sẽ tập chung là cho những người này có thời gian rảnh. Tháng sau mình lại tập trung tập cho những người khác là có thời gian rảnh. Thì mỗi một tháng thì là trung bình là ra làm ban nhạc để đi diễn khoảng độ 20 đến 22 buổi. À, cái thu nhập thì đi diễn ở ngoài đường phố thì nó cũng giống như câu cá ấy. Thì không biết là cái có hôm thì nó cũng được khá một chút, hay có những hôm thì cũng phải bù lỗ ra. Thì trung bình ra thì là đảm bảo cho các anh em chị em diễn viên ấy, mỗi tháng thu nhập khoảng độ trung bình là từ 3 đến 4 triệu. Tôi thường thường là đi hay cái công việc là hay đi thế nào hay gặp rất nhiều các đoàn ở biểu diễn ở đường phố, rất là các cháu khuyết tật này, thì tôi thấy các cháu là có tài, phát huy cái tài năng của các cháu biểu diễn rất cực kỳ là hay. Đây là niềm đam mê của mình. Trước đây mình cũng được học ở trong trường Học viện Âm nhạc Quốc gia, nhưng mà vì mình là người khuyết tật cho nên là không được đứng ở trong hàng ngũ chuyên nghiệp của các nghệ sĩ sáng mắt như bình thường. Nếu như không được đi biểu diễn ở ngoài đường phố thì mình nghĩ là cái chuyên môn của mình, cái kiến thức mà thầy cô đã dạy cho mình ở trong trường nhạc sẽ bị bỏ phí, mai một. Điều thứ hai nữa là mình đi đấy là một niềm vui, một nguồn vui, được thay đổi không khí, được giao lưu, tiếp xúc với cộng đồng xã hội. Cái điều đấy là điều mà làm cho mình cảm thấy cuộc sống bớt nặng nề. Và biểu diễn ở đường phố thì cũng sẽ có nhiều người đứng nghe và cũng sẽ có nhiều người không đứng nghe. Dù ít dù nhiều thì cũng có người nghe là mình cũng cảm thấy vui rồi. Bởi vì cho dù là đứng ở trong hội trường hay là ngoài đường phố, mình bao giờ cũng là lao động nghệ thuật hết mình. Bạn đã bao giờ đi qua và dừng lại để lắng nghe những người khiếm thị hát trên hè phố? Nếu bạn đã nghe câu chuyện ban nhạc Nắng Mới tôi vừa kể, thì hãy lắng lại chút thời gian nghe nhạc khi bất chợt một ngày thấy họ biểu diễn trên sân khấu ngoài đường phố. Để các bạn khiếm thị học nhạc sau khi ra trường có thể đứng trên các sân khấu lớn là điều khó khăn. Cũng như Minh chia sẻ, nó có thể do các bạn ấy chưa thuyết phục được ở những sân khấu lớn, và tôi nghĩ cũng có thể là do xã hội còn chưa có cái nhìn thấy hết những tài năng của người khiếm thị. Liên hoan tiếng hát đến từ trái tim được tổ chức 5 năm một lần như một sân chơi, vừa như là một sân khấu lớn để cổ vũ tinh thần cho những người khiếm thị đam mê âm nhạc. Tham gia lần đầu tiên và cũng lần đầu tiên mình được chọn vào câu diễn trong buổi hôm nay. Hôm nay mình biểu diễn thì tiết mục Gợi Nhớ Quê Hương, một sáng tác của Thanh Sơn, do mình biểu diễn hòa tấu 5 loại nhạc cụ
trong một bài hát đấy. Những cái buổi biểu diễn như thế này thì sẽ có cái cơ hội để cho mình được thể hiện những gì mà mình có thể, để rồi có thể mình nâng cao tay nghề mình hơn, rồi mình sẽ điêu luyện hơn. Rất nhiều những tài năng đặc biệt như anh Cường đã lần lượt xuất hiện và trình diễn những tiết mục của mình trong buổi công diễn tiếng hát từ trái tim lần thứ năm. Từ khắp 38 tỉnh thành trên cả nước, liên hoan lần này thu hút sự tham gia của đông đảo các bạn khiếm thị với trên 100 tiết mục đặc sắc. Năm nay chuẩn bị nhân dịp Hội Người mù Việt Nam tổ chức liên hoan tiếng hát từ trái tim lần thứ năm, mục đích là phát hiện ra những tài năng của những người mù có giọng hát hay, có cái tiếng đàn giỏi để nhân lên, để là nhân tố hạt nhân văn nghệ cho các cấp hội ở huyện, thị, thành phố và ở tỉnh, cũng như là tạo thêm cái nguồn sống vui vẻ lạc quan bằng lời ca tiếng hát. Sau quãng thời gian luyện tập với niềm đam mê âm nhạc, đây chính là lúc để tất cả mọi người cùng được tỏa sáng. Cái tiết mục ngày hôm nay mình thấy rất là hay vì các bạn đó là người khiếm thị mà các bạn đó trình diễn rất là xuất sắc ạ. Và thấy rất là tuyệt vời ạ. I was quite inspired by the performance. Tôi cảm thấy rất hứng khởi với các tiết mục trình diễn ngày hôm nay của những người khuyết tật. Những người khiếm thị là một trong số 7 nhóm người khuyết tật dễ bị tổn thương, và Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ họ cũng như chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện Công ước về quyền của người khuyết tật đã được thông qua 2 năm trước. Tôi nghĩ khi họ đứng trên sân khấu là họ đã tỏa ra những ánh hào quang. Đó là hào quang của đam mê tỏa ra từ trái tim những người nghệ sĩ khiếm thị. Và chúng ta sống với những đam mê đó, thành công sẽ đến với những ai kiên trì, nhẫn nại và nỗ lực vượt qua những khó khăn. Biết đâu một ngày nào đó, bạn cũng thành công như nhạc sĩ Nguyễn Thanh Bình chẳng hạn. Nếu mà hỏi mình âm nhạc là gì thì đúng, thực sự là âm nhạc nó giống như mình, ví mình giống như cái cây thì âm nhạc có lẽ nó giống như nhựa sống. Thực sự mà nói thì là mình cũng là một người rất là may mắn khi mà sinh ra trong một gia đình mà bản thân phụ huynh là những người rất yêu thích âm nhạc, và cũng có một cái may mắn nữa là từ nhỏ thì chính vì bố mẹ thích nghe nhạc nên là đã truyền cho mình cái điều đấy từ nhỏ. Sau cái thời gian 5-6 tuổi mà học tại nhà thì là 5-9 tuổi thì là mình bắt đầu lên trường Nguyễn Đình Chiểu. Ở đấy cũng là một cái môi trường rất là tuyệt vời để mình bắt đầu được tiếp xúc với nhiều bộ môn âm nhạc cùng một lúc. Mình đúng là chỉ có một con đường. Từ lúc học trường Nguyễn Đình Chiểu năm 9 tuổi là mình đã gắn liền với âm nhạc rồi. Mình đã đi được học rất nhiều nhạc cụ ở đấy. Sau ở trường là mình có một con đường chọn duy nhất là thi nhạc viện thôi. Phần nó đúng là trong cái quá trình hoạt động thì là cũng rất may mắn khi mà có một người anh, tức là bị lôi kéo, nhưng mà cũng dần dần thì cũng trở thành đam mê và cũng rất thích thú âm nhạc và hỗ trợ mình cũng rất là nhiều về cái công nghệ, về máy tính cũng như là về những cái tìm hiểu về sâu hơn về các cái nhạc cụ, các cái cách để có thể làm trên máy tính. Từ lúc mà làm việc chung với em Bình, tôi đã nhìn thấy ở đây là một con người có một cái tố chất rất là đặc biệt về âm nhạc, và tôi ngưỡng mộ Bình với tư cách là tôi coi luôn luôn coi Bình. Dù ít tuổi hơn nhưng mà về âm nhạc tôi coi Bình như một người thầy của tôi.
thật sự là ngưỡng mộ em trong câu chuyện âm nhạc của em. Trong cái tư duy và cách suy nghĩ và cách sống, bản thân mình cũng tự cho mình một cái cách sống, lối sống rất tự nhiên những người tháng mắt khác. Những lúc mà chúng tôi tập nhạc hoặc đánh với nhau thì tôi có những tờ tổng phổ để phát cho nhau thì bảo tôi quên, tức là tôi đưa luôn cho mình bảo đúng rồi phải đưa cho em tổng phổ của em đâu chẳng hạn. Thế chúng tôi có những câu đùa, tức là cho cái sự lạc quan, cái sự vượt lên chính mình, vượt lên tất cả những khó khăn. Tôi nghĩ đấy là chìa khóa để mà những người có hoàn cảnh như mình thành công. Mình cũng rất may mắn là được chơi với rất là nhiều những người đã có rất là nhiều những thành công lớn trong âm nhạc, và chính họ cũng là những cái nguồn cảm hứng rất là mạnh mẽ để cho mình cố gắng có được ngày hôm nay. Trong một cái quãng thời gian công tác về cái công việc sản xuất thì mình cũng đã đóng góp được một vài sản phẩm cho công chúng qua cái sự thể hiện của các bạn ca sĩ, thì đấy là cũng là những cái điều hết sức là tuyệt vời và may mắn. Âm nhạc dân gian thì mình cũng đã cố gắng đưa vào trong những cái sản phẩm. Như quý vị biết, như ví dụ như những cái sản phẩm như Tình Yêu Màu Nắng thì đấy cũng là một cái sự kết hợp rất là thú vị giữa cái nhạc điện tử đương đại, rap và đặc biệt là với các cái nhạc cụ dân tộc, thì mình nghĩ đấy cũng có thể là một trong những cái xu hướng mình sẽ lựa chọn trong tương lai. Mình nghĩ là với những cái người đồng cảnh như mình thì mình chỉ có đúng một điều duy nhất là mình tin là nếu mà tất cả mọi người cùng cố gắng thì mọi việc đều có thể. Đối với người khiếm thị thì âm nhạc không chỉ là nguồn vui, là sợi dây kết nối với cuộc sống, mà nó còn là một nghề. Tôi không ngạc nhiên khi hỏi nhiều em nhỏ khiếm thị, các em đều chia sẻ lớn lên muốn làm ca sĩ, nhạc sĩ. Các em có quyền theo đuổi giấc mơ đó cùng với sự tận tâm của những người thầy, những người giữ lửa và truyền lửa. Tôi hy vọng sẽ có nhiều em nhỏ khiếm thị thành công với âm nhạc. Em mong ước là được đánh đàn giỏi, đi nhiều nơi để mọi người được biết tới. Các bạn đứng lên chào thầy. Học sinh nghiêm, chúng con kính chào thầy. Rồi, thầy chào tụi con. Và tụi con ngồi xuống nha. Rồi, đầu tiên nè, bậc 4 đầu đen, có chưa? Rồi. Tiếp tục rê đen, có không? Có. Tiếp tục mi đen. Dạ, có. Tôi dạy cho các em cho trung tâm của Đồng Nai này là được 7 năm. Tôi dạy những cái môn chẳng hạn như là về đàn thì tôi dạy cho các em đàn ọt. Ngoài ra thì tôi dạy cho các em ký xướng âm. Đó. Rồi dạy cho các em coi như là về cái phần tập hát. Rồi lý thuyết. Thích học thầy Phong và sau những khi mà học được thầy Phong thì em đã biết đánh những bài như là Lectory, Maria, Romeo, Juliet và nhiều bài độc tấu khác nữa. Thì tôi nghĩ là mình phải có thế hệ thế cửa sau này thì tôi mong là các em, điều muốn của tôi là mong các em cố gắng học tập và nắm bắt được những cái gì mà tôi truyền đạt cho các em để sau này các em có thể nói bước của tôi mà thì cho thế hệ sau này.
Tôi còn biết anh Phong hàng ngày đã phải vất vả đi xe buýt từ thành phố Hồ Chí Minh vào Đồng Nai qua hai chặng xe mới đến được lớp dạy nhạc cho các em. Mà các bạn biết rồi đấy, người khiếm thị thì đi lại rất khó khăn. Động lực duy nhất của anh đó là truyền dạy âm nhạc cho các em. Tôi nghĩ rằng nếu các em có đam mê với âm nhạc thì hãy cứ để cho các em theo đuổi. Và đây cũng là một trong những nghề chính phù hợp với người khiếm thị nhất. Tuy nhiên, nếu không có năng khiếu về âm nhạc, các em cũng đừng lo lắng. Chúng ta hãy cứ tiếp tục sống với niềm đam mê, yêu thích của mình. Như câu mở đầu tôi đã dẫn lời của nhạc sĩ khiếm thị Hà Trương, âm nhạc là cứu cánh cho tâm hồn. Và câu chuyện kể của tôi ngày hôm nay cũng xin được dừng lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Người khiếm thị thì thường là cũng rất là hay bị kiểu họ hay mặc cảm hoặc hay tự ti với cái khuyết tật của mình ấy. Nên là khi mà có âm nhạc thì họ thường cảm thấy cuộc sống của họ có thể trở nên là vui tươi hơn và yêu đời hơn. Và nói chung là âm nhạc nó cũng khiến cho họ có thể xóa tan được tất cả những cái rào cản đấy của họ. Theo mình, âm nhạc đối với người khiếm thị thì nó giống như là một cái món ăn tinh thần gì đấy. Vì người khiếm thị thì nó có không nhìn thấy được ánh sáng, thì chủ yếu là lấy bằng dùng tai để nghe. Thì khi mà nghe mình cảm thụ được, đấy chính là cái tâm hồn của người khiếm thị.